là cách 2-1 của chú Điên. Và cái điều thú vị trong cái cuộc buổi 2-1 cái gì thì đa phần là các anh chị nghĩ là cái người ứng viên á sẽ là người nói ít phải không, và cái người chủ ở đây người người thứ ba hoặc là mình á thì nói nhiều hơn. Nhưng mà trong buổi đối thoại á, theo mình quan sát á là khoảng chừng 40-60, tức là mình nghe 40 và nói chỉ có à, mình nghe 60 và nói 40 cái gì. Thì những chị xem ở đây có một cái vùng kho làm demo thì rất là thú vị, khi mà mình nên mùi khách anh chị, người khách họ muốn làm kinh doanh thì mình có một cái demo sau, đặc biệt trong các anh chị mà ở ở thị trường xa đó như là Đà Lạt hay là Nha Trang á thì mình cũng nên có một cái tủ showcase như vậy, có thể là đồ mình đã xài rồi cái gì nhưng mà cho người ta thấy được cái sản phẩm trước đã, vì các anh chị không điều kiện đưa tay công ty á, và ở đây chuyên viên của Dung cũng vậy thôi, và cái mà có được á, khi mà người ta về đó mình phải chắc chắn là người ta phải có một trong tay, trong đây là chú và cô mua sẵn rất nhiều catalog và những tờ giấy về sản phẩm, cho nên là khi các anh chị gặp một người mà khách hàng muốn làm kinh doanh nên là họ rất là quan tâm á, thì lúc mà về đó nên tặng họ một catalog và một vài cái tờ về sản phẩm. Cái đó anh chị mọi chuyện rất đơn giản và làm đều đặn thôi, không có gì phải khó phức tạp cả, chịu lắng nghe xem nhu cầu của người ta là gì mình giúp tại chỗ thôi. Nên thấy là việc rất dễ sao chép. Hơn nữa anh chị ở đây mình học được một điều á là cái tính chuyên nghiệp á thể hiện ở sự là mình không có nói gì, bởi vì khi mà người ta hỏi chú á về vấn đề sản phẩm hay vấn đề thông tin thêm chú nói rất là ít, bởi vì mình là một người làm marketing, mình khác với một người là salesman. Người salesman mình nói về sản phẩm, mình biết rõ sản phẩm ABCD công thức như thế nào, mình phải là người salesman anh chị, mình là người marketing nên hãy làm đúng vai trò của mình. Đúng vai trò chỗ sau anh chị, cái là chú chỉ ngay vào cái đường webinar, giống như là bên Mỹ có Content Call đó, bên Việt Nam nó có cái chỉ bài dẫn lúc 9:30 đến 10 giờ thì mình thấy cũng làm tương tự như vậy. Một cái ứng viên mình đừng nói quá nhiều anh chị, hãy để cho họ tự quyết định, họ tự suy nghĩ và hãy để cho họ thấy được cái sự hỗ trợ của đội nhóm. Bởi vì nếu mà mình làm quá nhiều đi thì người ta nghĩ là tôi phải nói giỏi nhanh, tôi nói hay nhanh vậy. Và bài nói chuyện hôm nay mình thấy chú nói rất ít, khoảng như dành 60% để nghe và chỉ nói 40% những điều cần thiết thôi, và còn lại promote cho sự kiện webinar đơn giản hơn rất là nhiều.